Xin chào các bạn, chuyến hành trình của chúng ta hôm nay sẽ đi đến Bắc Cực. Hãy cùng mình khám phá những sự thật thú vị về một trong những nơi bí ẩn nhất hành tinh. Có nhiều kiểu Bắc Cực, nếu nói về chuyên môn thì thực sự có hai điểm được coi là cực bắc thực sự. Điểm thứ nhất là từ trường Bắc Cực, nó thay đổi hàng ngày tùy thuộc vào lớp vỏ trái đất. Điểm thứ hai là Bắc Cực địa lý, nó được cố định ở phần đỉnh của trái đất. Cả hai điểm này đều nằm ở vùng Bắc Băng Dương. Điểm Bắc Cực cố định nằm trên một lớp băng dày khoảng 30 cm trên mặt nước biển và nó liên tục di chuyển. Bước chân lạnh lẽo của con người, năm 1909, người đàn ông có tên ra bất kỳ gì tuyên bố, mình là người đầu tiên tới Bắc Cực, tương tự như việc đáp xuống mặt trăng cách đây hàng chục năm, người đàn ông này cắm lá cờ của Mỹ ở Bắc Cực. Tuy nhiên, tuyên bố của ra bất kỳ gì gây nhiều tranh cãi, nhiều người nghi ngờ về việc ông có thực sự thực hiện chuyến đi này hay không. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bắc Cực là âm 40 độ C vào mùa đông, và không độ C vào mùa hè. Ngược lại, nhiệt độ trung bình của Nam Cực lại lạnh hơn rất nhiều, với nhiệt độ trung bình hàng năm là âm 60 độ C vào mùa đông và âm 28,2 độ C vào mùa hè. Một hành trình đi tàu biển tiết kiệm chi phí, các công ty vận tải biển từ châu Á sang Bắc Mỹ đi qua lộ trình vùng biển phía Bắc này, thay vì đi qua kênh đảo Panama, có thể tiết kiệm được khoảng 500.000 đô. Một mỏ dầu, theo nhiều cuộc khảo sát địa lý, khoảng 22% trữ lượng dầu mỏ phát hiện được trên thế giới nằm dưới đáy biển Bắc Cực, nhờ vào sự tan băng. Người ta có thể tiếp cận các nguồn dầu mỏ này dễ dàng hơn. Bắc Cực không thuộc bất cứ quốc gia nào. Vùng lãnh thổ Nunavut phía Bắc Canada nằm gần Bắc Cực nhất. Thứ hai mới đến đảo Greenland. Do Bắc Cực nằm ở vùng biển quốc tế, nên nó không thuộc về bất cứ quốc gia cụ thể nào. Bắc Cực sâu bao nhiêu? Vùng cực bắc của Bắc băng Dương có độ sâu đo được là khoảng 4.000 mét. Thông thường, chớp hay xét rất ít khi xuất hiện ở Bắc Cực. Tuy nhiên, nhiệt độ ngày càng tăng đã khiến sấm chớp xuất hiện nhiều hơn. Mùa hè năm 2019 một cơn bão sấm chớp được ghi nhận ở Bắc Cực và nó đánh tới 48 lần. Mặt trời mọc và lặn một lần một năm, do độ nghiêng của trục trái đất, Bắc Cực trải nghiệm mặt trời mọc vào xuân phần tháng 3 và lặn vào thu phần tháng 9, khiến mùa hè luôn có ánh nắng còn mùa đông thì luôn chìm trong bóng tối. Một ngôi sao trên trời đánh dấu vị trí của Bắc Cực, ngôi sao phương Bắc tỏa sáng phía trên cách Bắc Cực 434 năm ánh sáng, vị trí cố định của nó đã trở thành điểm đánh dấu định vị suốt nhiều thế kỷ. Ai sống ở Bắc Cực, dù không có người sống ở Bắc Cực, nhưng có các loài sinh vật biển như cá kình, cá voi lưng cù, một số loài cá khác, cùng với gấu bắc cực. Bắc cực đang co lại, trong vòng 50 năm tới, tác động của hiện tượng ấm dần lên toàn cầu có thể khiến lớp băng dày ở bắc cực tan chảy dần. Con người ghé thăm bắc cực, dù không ai sống ở bắc cực, nhưng con người thường có các chuyến thăm bắc cực. Các nhà khoa học nghiên cứu Bắc Cực thiết lập các trạm tạm thời ở khu vực này, nhưng không có các trạm thường xuyên ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại ở các video sau nhé!